It's okay to feel bad. It's okay to feel down and heavy sometimes, because the cloud rains when it's heavy too. So it's really okay. It's totally normal. You don't have to try to become anyone else. You don't have to try to become this guy, this lady, that lady. No. You don't have to try to become anyone else. You just be you, being authentic, being an individual is enough. Because individuality makes diversity. Tốc độ thành công của các em nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ, nhớ nhá. Học không phải chỉ vì mình, học là vì gia đình mình. Nếu như nhà các em giàu rồi, các em phải về để gánh vác cơ nghiệp của gia đình. Nếu như nhà em chưa giàu thì các em phải, các em phải cố gắng lên học tập tốt hơn để về phụ giúp gia đình, để bố mẹ bớt khổ, để cuộc sống của chúng ta không vất vả. Ta sinh ra nghèo thì đó không phải lỗi của ta, nhưng nếu ta chết đi trong nghèo khó, đấy là lỗi của chính các em. Lu是自己选的，没有输赢，只有值不值得。你可以在深夜里崩溃，但我希望天一亮，你能挺住压力，继续努力，好好生活。大起大落谁都有，拍拍灰尘继续走。 最艰难的时候，别老想着太远的将来，只要鼓励自己熬过今天就好。熬过今天是解决一切难题的咒语，其实熬着熬着，不知道什么时候也就熬过来了。长津湖里有这样一段话：不相信有完不成的任务，不相信有克服不了的困难，不相信有战胜不了的敌人。 Thầy tin rằng các em chỉ cần cố gắng hết sức thôi, tin tưởng vào chính bản thân của các bạn ấy, thì những cái điều các bạn bỏ ra, nỗ lực chắc chắn là sẽ thành công. Thế còn lúc chúng ta như này mà áp lực, mà bỏ cuộc thì ai cũng làm được. Nhưng mà điều phi thường thì đến từ những điều mà các bạn cố gắng, không có áp lực, không có kim cương mà. Cố lên nhé.
nói là family là viết tắt của father and mother, I love you. Nhưng mà theo mình nghĩ family, gia đình trong mỗi chúng ta sẽ có những cái định nghĩa khác nhau và không có một cái tiêu chuẩn nào cả. Và mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi chúng ta sẽ có cái gia đình khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà khi mình còn gia đình là mình biết mình may mắn hơn rất là nhiều người rồi. Và điều mình cần làm đó là bao dung hơn với những người mình thân yêu, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Và đặc biệt là luôn có trong mình cái sự biết ơn đối với đấng sinh thành. Và cái tốc độ thành công của mình phải nhanh hơn cái tốc độ già đi của bố mẹ để báo đáp. Bởi vì gia đình, bố mẹ là những cái điều thiêng liêng và tuyệt vời nhất và không thể thay thế được. Production. Một đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.